Để cái này nó rút cái kia. Đây bạn nhìn nè, nó thơm nè. Cái vườn này đậy đậu là do chủ trương là đốt đọt. Không phải đốt đọt chứ để đọt là rụng hết à. Ra đọt thôi đốt bỏ đó. Ừ, bữa không ra đọt anh đốt à. Những cái này để làm gì? Này rồi bỏ nè. Ừ. Đó. Trời ơi, ông này thiệt. Về điện nó mới được. Đâu mà điện mà đưa trái rèo gì mà chữa được không? Đây, chụp hình đây hồi gửi ông mình cái trái này để làm gì? À, đậu ghê không à. Nè như cái này nè, 4 trái 5 trái này nè, bỏ trái méo đó bỏ được rồi. Đó là chừa 4 trái thôi. Để gì nó dở lắm. Theo nhánh đó là nè các bạn thấy nè, bạn thon cái đầu nè nha, dở cái là không tiện trái nè, những trái méo này bạn bỏ hết đi nè nha. Đó bạn thon nè, đậu nè. Đó bà con cứ canh cái đọt cho mình nha, mình nhắc lại là bà con cứ canh cái đọt cho mình nè. Còn cái bài thuốc đậu trái mình đưa là chắc ăn nó phải đậu đó, đọt nó không lụa trái sâu nhị, và đọt nó đi trong giai đoạn sâu nhị này thì nó phải rụng thôi, còn nó đứt đọt như vườn này thì nó phải đậu nha. Đó rồi thấy không, đậu nó ghê không không, anh chủ vườn không chịu tiễn nè, không chịu tiễn trái đó nè. Mình là một phát một là những cái trái méo này nó xuống đất hết nha. Thứ nhất là trái méo nó không có cái năng sức, nó không có ký. Thứ hai là nó xấu cái vườn của mình đó, mà để lại nó lưu vô tình rút luôn những trái tròn nó không lớn đó. Những trái tròn nó không lớn bắt đầu nó giữ cái học, nó mất cái học, nó dở lắm nha. Đó, mình thấy mà xài được thì để lại, không xài được là chia tay liền. Đây, qua đây. Không xài được là chia tay, diệt bỏ liền nha. Đó, mà nhìn nè. Đó, từ dưới đất nè. Cũng có lặt nhưng mà là không nhiệt tình, là không sát tay. Đó. Cây này mình để chỉ 40 trái rồi mà hiện tại trên cây nó gần hơn 100 trái. Đó. Thì dạy gì mình không tiện. Đó. Đó bạn thấy không? Đó. Rồi chủ vườn tới rồi, chủ vườn tới rồi. Nhăn ống răng mới được. Nè, một hai cây nè. Nè, mọi nhìn nè. Đó. Kinh khủng không? Tốt chứ đọc luôn nè. Đây, đợi chút xíu, đợi chút xíu đi. Đâu rồi? Để qua đây họ chỉ cho tiễn trái, em tiễn một cây cho anh coi. Rồi anh tiễn ra gì cho em. Sao không dám tiễn được, anh để gì nó vô tình nó sẽ giật luôn những trái còn tròn lại. Tại vì mình để trái này nó cũng ký mấy 2 kg đâu có xài được. Rồi để luôn những trái bự nó không lớn lên được. Nè. Chỗ này không tiễn để làm gì? Đó. Sao thưa được, nó còn lớn gấp 10 lần gì nữa anh nghĩ vô. Cái trái nó lên 4 kg mà bị lớn này nó được như 100 g. Đó. Cái này vô phân chưa? Cái này chưa rồi luôn hả? Khi nào nó tụt cái keo sắt dán lại không? Bây giờ vô là méo là giật xuống hết, bỏ hết. Nè, mấy cái này để làm gì nè? Cái cù mịch này nè. Đó, có trái có ký gì đâu. Đó. Ghê hồn không? Những trái nhỏ đó là đậu được một trái một à. Giờ ưu tiên là để lại 3 trái thôi. 3 trái là chuyện hao, đáng là để 2 trái tròn à. Đó, mà giờ để 10 mấy trái. 11, 12 trái trên đó. Đây, cái nhánh nó quặng tay cái mình nè. Rồi, ok. Rồi mấy bạn, tiếp theo là cái bài nuôi trái nha. Các bạn thấy cái trái mặn thon như thế rồi thì mình không cung cấp bo và mình không cung cấp dinh dưỡng nữa, tại vì đã lên hình trái và đã đậu trái rồi. Thì mấy bạn làm gì? Mấy bạn đưa dinh dưỡng vào để cho trái nó chạy lên, chạy lớn nhanh lên, thì trái có dinh dưỡng, trái xanh, cuốn xanh thì không gì cùng trái được ha. Và mình cung cấp đủ một cái lượng dinh dưỡng để vừa nuôi trái và vừa đủ để nuôi cây thôi, không cung cấp thừa để cho cây đọt ha. Thì mình khuyến cáo giai đoạn này chỉ cần phun ướt đều trái cho mình là được nè.
ướt đều trái non và ướt đều chùm trái, mặt trong ướt không, mặt trong ướt sơ nhẹ là được ha. Mình có hai bài đánh trái như thế này các bạn. Thứ nhất là cái super root, cái super root nha, lớn trái xanh gai, trong dụng nó lớn trái xanh gai, hạn chế gụng trái non. Đây mấy bạn nhìn bằng này đó, 10 đạm 3 lần và 7 kali đó. Đi chung với cái super root này là cái gì? Nó là cái sữa tấn trái, sữa tấn trái sầu riêng. Tại sao mình giai đoạn này mình đưa sữa tấn trái sầu riêng và mình hay đưa sữa tấn trái sầu riêng nhiều trong cái bài luyện trái của mình? Tại vì cái sữa tấn trái sầu riêng này bạn, cái kali nó cao nha, cái kali nó cao, kali nó lên tới 9%, trong đó có kẽm, mangan, magie này kia rồi ha. Thì cái kali cao như thế mấy bạn thấy trái đã tròn rồi ha, mình đưa cái kali vào nó hạn chế phát triển cái chiều dài của trái đấy, hạn chế phát triển chiều dài của trái. Rồi cái super root này được 10 đạm nữa thì cái trái nó sẽ 10 đạm này sẽ giúp cho cái hông cái trái của sầu riêng mình nó phì ra nha. Đó, cộng với kali và cộng thêm cái CR13 này, CR13 này thì thành phần nó là lăng cao, giúp cho trái mình nó xanh nha. Đó, lăng 22% và kali 22% nữa. Bộ này giai đoạn phát trái gà, trái hột gà là khuyến cáo phun bộ này nha. Đang làm gì? Anh cho giữ cái hột lại cho định hình trái lại. Thì lúc này giai đoạn mấy bạn đã bón là mấy cây dưới gốc rồi và dinh dưỡng cây đưa lên. Kali của sữa tấn trái và kali của CR13 nó sẽ giữ cái hột lại. Và 10 đạm này cộng với cái nào bị cao mình bón gốc nữa nó sẽ đưa cho lớn trái lên, nhưng mà cái trái nó không dài được thì bắt buộc cái hông nó phì ra, cái hông nó phải phì ra ha, bắt buộc là như thế. Rồi hoặc là mấy bạn có thể dùng một bài khác đối với trái như thế, mấy bạn phun cho mình 2 lần cách nhau 7 ngày hoặc là 10 ngày phun 1 lần cũng được nha. Phun 2 lần xong rồi mình sẽ chuyển qua một số dòng, một số bài lớn trái khác nha. Tới trái lớn, trái bằng nắm tay, bự hơn nắm tay của mình thì trái nó càng lớn rồi thì giai đoạn hạn chế được kali vô, cũng đưa kali nhưng mà đưa ít thôi, không cần cộng CR13 này nha, đưa kali ít thôi. Đó, trái lớn nữa mình sẽ cho một bài lớn trái và cho trái lớn nha. Hiện tại là như thế, hiện tại trái bằng hột gà thì mình chỉ chia sẻ tới đây thôi. Rồi hoặc là mấy bạn có thể dùng cái này nha, sữa tấn trái sầu riêng thì thành phần là 9 kali rồi mình không nói lại nha, cộng với cái rô mắc sầu riêng to trái, siêu to trái cực mạnh. Thành phần của rô mắc này là mình dùng nhiều gì đó, vì nó là NPK cân bằng mấy bạn, nó 7 đạm, đây nó 7 đạm, 7 lần và 7 kali nha. Nó có kali giữ trái lại thì mình đưa NPK vào cộng với NPK bón gốc nữa thì trái nó phải phì cái hông ra thôi nha, nó phải tròn thôi đó. Cộng thêm tới cái CR13 này, cái CR13 này mình hay đưa nhiều, giai đoạn nào mình cũng đưa. Tại sao? Tại vì nó có cái kali và cái lăng, lúc nào trái mình nó cũng xanh. Mấy bạn phun những dòng này không cần cộng combi nha, trái mình vẫn xanh bình thường đó, không cần cộng combi đấy nha. Đó, chai này 300-400 lít nước, chai này cũng vậy. Một bộ này mấy bạn phun cho mình hai chai này cộng với hai gói này, mấy bạn phun cho mình 400 lít nước nha, dễ ghê, rất là tuyệt vời luôn. Đó, bảo đảm lúc nào trái cũng xanh hết và trái không bao giờ có hiện tượng đỏ đầu gai đó. Hoặc là bộ này một super root cộng với sữa tấn trái cộng với hai gói này, mấy bạn phun cho mình 300-400 lít nước nha. Đó, ai muốn mạnh thì phun 400, ai muốn nhẹ thì phun 300, xin lỗi, ai muốn nhẹ thì phun 400, muốn mạnh thì phun 300 đó. Rồi ok, đây là cái bài lớn trái của mình nha. Đó, hiện tại sầu riêng bây giờ nó có giá và người người làm sầu riêng, nhà nhà làm sầu riêng, thì mình làm sao cái trái mình nó phải đẹp, phải tròn mình mới bán được giá cao. Và vườn mình trái tròn thì mình là được người ưu tiên, và vườn mình là người ưu tiên được cắt trước nha, lái sẽ chọn vườn mình cắt trước, đơn giản như thế là nha, đẹp thì lúc nào cũng được ưu tiên vậy thôi. Rồi ok, cảm ơn bà con.